nhà cả nhà, tôi mình xin nhận đi hoa chi trung ta san, ta chạy lại này đi, ta lại bên chi trung. Có được cái gì chứ? Cái mà cái lại, ba chi xuống lại à? Có cô là chắn một cái màn ngang sợ gà vô giờ này bác hàng xóm cũng ra đây làm đất da đậy cái đám rau mới xạ tới lưới đậy lên gà thì nó già nó héo hết rồi. Bác thì không có lấy cỏ đậy bằng lưới. Năm nào bà nội bé Sòi cũng trồng một cái luống tỏi để trơn rồi chú. Trồng vậy là ăn được năm đó. Giống như hồi mùa vụ rồi á, trồng ăn tới giờ. Tới giờ còn được một ít cái bắt đầu trồng vô cái vụ khác nữa đó. Còn phía bên này hồi bữa hổm ông nội bé Sòi á, bắp cải trồng ở trong nhà ăn ít, còn một ít đem ra cái chỗ này. Cái chỗ này thì bữa hổm trồng khoai lang rồi chú. Bữa hổm ông nội đào cho được hai bao nhỏ khoai lang. Đào khoai lang xong rồi cái trồng bắp cải xuống. Ở đây còn sót lại củ khoai lang nhỏ nhỏ nữa nè. Trồng bây giờ vô tới mùa lạnh là có bắp cải rồi đó. Bữa nay nắng không có miếng gió luôn. Hai mẹ con thay phiên người cứu một chút. Xong rồi hồi chồng người gánh nước ra đây tưới. Giờ vòng ở phía đây thì mấy bác hàng xóm cũng trồng rau từ từ hết trơn rồi đó cô chú. Rau tiếng vua giờ nó cao cỡ chừng hơn 2 mét. Hồi vừa trên ở trên đèn Phú Mỹ rồi mấy phần nhà dưới này đứng gió rồi vô phương lạnh là đi ở xu hoa lạnh này ừ có chi đi nhà đã xong rồi đưa đào rồi có tôi xử thế là ơi xử chị tu rồi hỏi vậy nè ở xu đi ừ. Thank you.
至少韭菜好吃一点。上次买的不好吃。这个头是软的，不痛的，刚挖个头不痛。种什么呢？草莓。小芒果喜欢了，去里面的老师就提醒片，而且好几回，掉片掉了，提醒片，还有脸换声了，还听不懂，你家到外星了，你怎么都晓得的？对，今天去外面玩呢。玩滑梯呢，吃饭呢，老师多发里面，我们可以看到了，知道了。我滑到你们看得到的。吃饭呢，好看得到。什么吃饭给我们？我就见你家，你给我用呢。昨天我加了。加了之后才可以的。他今天什么？我们家里不知道。加了的话还忘了，还种了两次，种多了他那枝了，很密的，他不长大、啊。没有掉高的枝。没人背头啊？嗯。但有个搞不定，你看有这个的好一点吗？嗯，有这个土很硬，它就一踩就很干净。其实我们种点香。姜卖很贵的，用姜买，我们种一点，这明年就种，明年上天种，姜，这里有是吧？这里有没有？
cái gì ăn rồi cái đây hai mẹ con chồng xong rồi cái chồng lại lần thứ hai rồi. Đất hồi nãy thì nó xốp nhưng mà do nãy giờ ngồi trên đây nè, cái có chỗ nó dẻ nó bị cứng. Chỗ nào mà cái củ nhỏ, cái tép nhỏ quá, cho hai tép. Cái tép nó nhỏ xíu nè, cho hai tép luôn luôn. Đổi nhà chồng thì nó không củ nó không có bự, củ nhỏ nhỏ mà. Mua cỏ táo này là chồng xong cái hồi tưới nước. Chồng còn dư được bao nhiêu đây? Thì con nhớ ớt. Có tao xem cái đó, cái là tao thừa sưởi. Thừa sưởi là hậu càng rửa. Bà nội tới sợi lấy cái cỏ khô nè cô chú. Đậy lên cái tỏi. Giống như cái dao kia vậy. Thôi dễ tưới.
Còn cái này là dây khoai lang bữa hổm này cô chú. Nhổ củ vô. Bao nhiêu khoai để đây? Trồng xong rồi bây giờ đi về nhà. Đi vô tới cái chỗ đó là bé Sòi nó tan học, xe chở về luôn. Tua là chung bao sai. Bọc khăn thì men tua bao sai. Chỗ này bà bé trồng nè, toàn bắp cải không à. Bốn luống toàn bắp cải không. Còn cái đất trống mà nó bà xới lên không biết bà trồng cái gì tiếp. Biết lâu rồi mới thấy bông rau muống. Bông tím. Cái này lúc đó ở ngoài đồng á, rau muống đồng ha. Nó ra bông màu tím đẹp lắm luôn. Đẹp hơn cái này nhiều. Chè bùa. Ông bà cô chú ơi, hôm nay con đi học, má về. Hôm nay con có chơi cầu tuột đúng không? Mẹ thấy cô giáo gửi. Có chơi cầu tuột nữa, có đi ra ngoài chơi cầu tuột nữa. Đó. Thấy với mấy bạn đi chơi cầu tuột, về chơi đồ chơi nhóc luôn. Cô có gửi cho mẹ coi. Ăn cơm nữa. Rồi có gửi hình đang ngồi ăn cơm nữa. Ừ. Ở nhà này đi chào mắng cơ. Cho xe giao cho xe mới. Cho Xu Tình Huyền. Cho Xu Tình Huyền, tao nhớ chị ta đấy. Lão sư cho nhìn Xu Tình Huyền. Cho thế đi, Huyền. Bị quăng à? Mấy quăng này đấy. À, lão sư cho nhìn nhìn hào trắng sư đen nhà vũ thị lại. 不痛啦，是吧？